Thông tin về phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế gọi tắt là công ty AIC và 35 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Chiều nay phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi Tại phiên tòa, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành khai gọi điện cho bị cáo Nhàn nói dự án bệnh viện thiếu vốn, mong chủ tịch AIC góp cho Đồng Nai một tiếng nói. Tuy nhiên, cựu bí thư Đồng Nai tiếp tục phủ nhận việc yêu cầu cấp dưới cho AIC trúng thầu, giải thích tạo điều kiện tức là đơn giản thủ tục hành chính, hướng dẫn theo chủ trương Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp. Tại tòa, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái cho biết đã chỉ đạo các đơn vị phải chuẩn bị hồ sơ cho dự án bệnh viện theo ý của bí thư Thành. Trong phiên tòa sáng nay, nhiều luật sư bảo chữa cho một số bị cáo bỏ trốn, cho biết thân chủ của mình đã gửi đơn xin hợp tác với tòa án. Trong vụ án này có tổng cộng 36 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 8 bị cáo đã xuất cảnh, hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã.